Bạn có từng nghĩ về một tương lai xa xôi, nơi trái đất trở thành một hành tinh hoàn toàn khác biệt? Hãy cùng tưởng tượng về 10.000 năm sau, khi những thành phố lấp lánh mà chúng ta biết hôm nay chỉ còn là những ký ức mờ nhạt, bị thiên nhiên nuốt chửng hoặc chôn vùi dưới lòng đất. Những ngọn núi lửa khổng lồ, mạnh mẽ và hùng vĩ đã thức dậy, tái định hình bề mặt hành tinh một cách ngoạn mục. Nhưng liệu trái đất sẽ chỉ trở thành một vương quốc núi lửa, hay sẽ chìm vào một kỷ băng hà lạnh lẽo, nơi băng tuyết bao phủ mọi ngóc ngách của trái đất? Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Hãy tiếp tục cuộc hành trình, đi xa hơn, 1 triệu năm, 50 triệu năm, thậm chí hàng tỷ năm trong tương lai. Hình dung rằng đại dương có thể bốc hơi, để lại những cảnh quan khô cạn, giống như sự tàn lụi của sự sống mà chúng ta đã thấy trên sao Hỏa, một hành tinh từng được cho là có nước và sự sống. Giờ đây, sự sống trên sao Hỏa chỉ còn là một kỷ niệm mờ nhạt, trong khi trái đất cũng có thể chứng kiến sự tuyệt chủng như vậy. Ngọn núi Everest có thể bị thay thế bởi những dãy núi mới, trong khi sự sống như chúng ta biết có thể sẽ biến mất hoàn toàn. Liệu con người có thể tồn tại? Hay công nghệ thời điểm đó sẽ giúp chúng ta di cư đến những thế giới xa xôi khác để tìm kiếm sự sống trong những hành tinh mới? Những thay đổi khổng lồ nào đang chờ đón trái đất và chúng ta sẽ bước vào một tương lai mà mọi thứ quen thuộc đều trở nên xa lạ? Sự sống, sự tồn tại và những cuộc hành trình vĩ đại đang mở ra những cánh cửa mới. Liệu rằng chúng ta sẽ đón nhận hay bị lãng quên trong dòng chảy của thời gian? Tôi là Kitten và bạn đang xem Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ du hành vào một tương lai xa xôi của trái đất. Liệu hành tinh này sẽ bị băng giá bao phủ hay núi lửa thống trị? Con người sẽ đi về đâu? Hãy cùng khám phá một trái đất hoàn toàn khác trong hàng nghìn, thậm chí hàng triệu, hàng tỷ năm nữa. 10.000 năm nữa, trái đất sẽ là một hành tinh khác biệt, trải qua những biến đổi khắc nghiệt về mặt địa chất và khí hậu. Theo các dự đoán khoa học, chu kỳ băng hà có thể quay trở lại, khiến phần lớn bề mặt bị đóng băng. Những cơn địa chấn mạnh mẽ có thể tạo ra các ngọn núi lửa khổng lồ, phủ đầy nhám thạch trên các lục địa. Trong viễn cảnh khác, biến đổi khí hậu có thể khiến môi trường trở nên cực đoan, với các khu vực nóng bỏng hoặc lạnh giá đến mức cực đoan. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nhỏ của bức tranh lớn. Trong 10.000 năm, sự tiến bộ công nghệ của con người có thể đã đạt tới mức đáng kinh ngạc. Những thách thức hiện hữu như biến đổi khí hậu, ô nhiễm và nguy cơ từ các tiểu hành tinh sẽ được giải quyết bằng những công nghệ chưa từng có. Con người có thể đã không còn bị ràng buộc với trái đất. Chúng ta có thể đã đặt chân đến các hành tinh khác, xây dựng thuộc địa trong hệ mặt trời hoặc xa hơn nữa trong dải ngân hà. Sự hòa trộn giữa các dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa cũng sẽ thay đổi diện mạo loài người. Màu da, tóc và đặc điểm hình thể sẽ không còn mang tính khu vực mà phân bổ đều trên toàn cầu, tạo nên một thế giới nơi sự khác biệt dần mở đi. Hãy tưởng tượng một tương lai nơi con người không còn phân chia bởi biên giới hay ngôn ngữ, mà thay vào đó là một nền văn minh thống nhất, sẵn sàng đối mặt với những thách thức lớn lao mà vũ trụ mang đến. 50.000 năm sau, trái đất sẽ bước vào một kỷ băng hà mới, với băng tuyết bao phủ nhiều vùng đất, tạo nên một cảnh quan lạnh giá và hùng vĩ. Khi lớp băng dày đặc xâm chiếm các lục địa, những hệ sinh thái sẽ phải đối mặt với những thách thức khắc nghiệt. Khi nhiệt độ giảm sâu, làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc sống của hành tinh. Con người, trong thời đại này, sẽ cần phải đối mặt với những thách thức lớn chưa từng có. Để sinh tồn, chúng ta sẽ phải phát triển những công nghệ mới và cải tiến kỹ thuật nông nghiệp, có thể bao gồm việc trồng cây trồng các môi trường khắc nghiệt hoặc phát triển các nguồn thực phẩm thay thế. Những thành phố có thể sẽ được xây dựng dưới lòng đất hoặc trong các khu vực ấm áp hơn, nơi mà con người có thể sinh sống và làm việc mà không phải chịu đựng cái lạnh thấu xương bên ngoài. Thời gian cũng sẽ trở nên linh hoạt hơn. Mặc dù sự kéo dài một ngày thêm một giây có vẻ nhỏ bé, nhưng theo thời gian, điều này có thể tạo ra những tác động tích lũy, ảnh hưởng đến nhịp sống, lịch trình sản xuất và thậm chí cả cách chúng ta đo lường thời gian trong các hoạt động hàng ngày. Những thay đổi này có thể thúc đẩy việc phát triển công nghệ mới để tận dụng tối đa thời gian, giúp cải thiện năng suất lao động và tạo ra những trải nghiệm sống phong phú hơn. 250.000 năm sau, trái đất sẽ tiếp tục biến đổi khi các hoạt động địa chất diễn ra mạnh mẽ hơn. Núi lửa Lo-ihi, một núi lửa đang hoạt động dưới lòng đại dương, sẽ trỗi dậy và hình thành một hòn đảo mới ở Hawaii, tạo ra những hệ sinh thái độc đáo. Trong khi đó, con người sẽ có thể đã di cư tới các hành tinh khác trong hệ mặt trời, sử dụng công nghệ tiên tiến để sinh sống trong các môi trường khắc nghiệt. Việc khám phá và thuộc địa hóa các hành tinh như Mars hay Europa sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử nhân loại. Sự giao thoa giữa các nền văn hóa và giống loài có thể dẫn đến sự hình thành của những cộng đồng mới với những giá trị và phong tục tập quán khác biệt. 500.000 năm sau, một tiểu hành tinh có đường kính lớn hơn 1 km có thể va vào trái đất, tạo ra một hố sâu rộng lớn lên đến 400 km. Sự kiện này sẽ gây ra những thảm họa khủng khiếp, làm cho không khí trở nên không thể thở được và gây ra hỏa hoạn khắp hành tinh. Tuy nhiên, nếu loài người còn tồn tại,
công nghệ thời điểm đó có thể đã đủ để đối phó với những tình huống khẩn cấp như vậy, sử dụng các kỹ thuật bảo vệ và tái thiết để phục hồi sau thảm họa. Một vụ phun trào siêu núi lửa cũng có thể diễn ra, phun ra khoảng 3.200 tỷ tấn tro bụi, làm thay đổi khí hậu toàn cầu và đưa nhân loại vào một giai đoạn phục hồi kéo dài. 1 triệu năm sau, con người đã có thể đã trở thành một loài khác biệt, với sự tiến hóa diễn ra để thích nghi với các điều kiện môi trường cực đoan. Những đặc điểm sinh học mới sẽ xuất hiện, khiến nhân loại phát triển thành những nhóm khác nhau với các khả năng độc đáo. Bên cạnh đó, băng tuyết vẫn tiếp tục bao phủ một phần lớn bề mặt trái đất, tạo ra những vùng sinh thái mới với đồng thực vật độc đáo. Một ngày trên trái đất sẽ trở nên dài hơn do sự tác động của lực hấp dẫn và các chuyển động của hành tinh khiến nhịp sống và hoạt động của con người thay đổi. 10 triệu năm sau, trong khoảng thời gian này, trái đất sẽ trải qua những biến đổi địa chất sâu sắc. Các lục địa có thể đã chuyển động và tái cấu trúc, hình thành những dãy núi mới và đại dương mới. Con người có thể đã định cư vĩnh viễn trên các hành tinh khác và phát triển các nền văn minh đa dạng trong hệ mặt trời. Những mối liên kết giữa các nền văn minh này có thể trở nên chặt chẽ hơn khi giao thương và văn hóa lan tỏa giữa các hành tinh. 100 triệu năm sau, trái đất có thể đã hoàn toàn khác biệt với hình dạng và cấu trúc mà chúng ta biết hôm nay. Các lục địa có thể đã hợp nhất thành một siêu lục địa mới và khí hậu sẽ trải qua những biến đổi lớn. Một số nhà khoa học dự đoán rằng một số loài động thực vật có thể đã tiến hóa theo cách mà chúng ta chưa từng thấy. Con người, nếu vẫn tồn tại, có thể đã trở thành một loài có khả năng du hành giữa các hành tinh và khám phá những vùng đất xa xôi trong dải ngân hà. Những nền văn minh có thể sẽ giao thoa và phát triển, dẫn đến một thời kỳ hoàng kim của tri thức và sáng tạo. 1 tỷ năm sau, trong viễn cảnh này, trái đất sẽ trải qua những thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Khi mặt trời bắt đầu bước vào giai đoạn cuối của vòng đời, nó sẽ dần nóng lên, dẫn đến một kịch bản khắc nghiệt cho hành tinh của chúng ta. Nhiệt độ tăng cao có thể làm cho đại dương bốc hơi và bề mặt trái đất trở nên khô cạn, không còn khả năng duy trì sự sống như chúng ta biết. Những loài sinh vật cuối cùng sẽ biến mất và những tàn tích của nền văn minh nhân loại sẽ trở thành ký ức xa xăm. Con người, nếu còn tồn tại, có thể đã chuyển tới những hành tinh khác hoặc thậm chí các hệ sao khác, sử dụng công nghệ du hành không gian tiên tiến để tìm kiếm sự sống mới. Sự tiến hóa có thể đã tạo ra những hình dạng sinh vật mới, hoàn toàn khác biệt với tổ tiên của chúng ta. Trong khi đó, trái đất sẽ trở thành một hành tinh hoang vắng, với những dấu vết của thời gian đã qua, ghi dấu ấn của một nền văn minh đã từng phát triển mạnh mẽ. 10 tỷ năm sau, khi mặt trời đã tiêu tán gần như toàn bộ nguồn năng lượng của mình, nó sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng và trở thành một sao lùn trắng. Trái đất giờ đây đã mất đi sự sống và sẽ trôi nổi vào sâu trong khoảng không đen tối và tĩnh lặng. Những tàn tích của nền văn minh nhân loại sẽ chỉ còn là những mảnh vụn bị lãng quên, được chôn vùi dưới lớp đất đá của thời gian. Các hành tinh khác trong hệ mặt trời cũng sẽ trải qua những biến đổi lớn, có thể trở thành những viên đá lạnh lẽo, trong khi đó các sao khác trong vũ trụ tiếp tục sáng lên, mang lại sự sống mới cho những hành tinh mới. Con người, nếu vẫn tồn tại dưới hình thức nào đó, có thể đã phát triển đến mức độ cao siêu, sống trên những hành tinh xa xôi trong những hệ sao khác, hoặc có thể đã khám phá và trở thành một phần của những nền văn minh không gian khác. Tuy nhiên, vũ trụ cũng sẽ không dừng lại. Trong hàng triệu năm tới, những ngôi sao mới sẽ ra đời từ các tinh vân và lỗ đen sẽ tiếp tục tồn tại, tạo ra những chu kỳ mới trong không gian. Từ những buổi bình minh của nhân loại đến hàng tỷ năm trong tương lai, hành trình của trái đất và con người là một bức tranh sống động đầy biến đổi và khám phá. Chúng ta đã chứng kiến sự phát triển, thăng trầm và những thử thách mà cả hành tinh và loài người đã phải đối mặt. Thế còn bạn, bạn sẽ nghĩ thế nào khi trái đất trải qua từng ấy thời gian? Liệu con người có còn tồn tại và thích nghi được không? Sự tò mò và khát vọng khám phá sẽ dẫn dắt chúng ta đến đâu trong tương lai? Trí tưởng tượng là không giới hạn, và những viễn cảnh mà chúng ta có thể hình dung có thể còn kỳ diệu hơn cả thực tế. Hãy tưởng tượng những công nghệ chưa từng có, những nền văn minh mới và những cuộc phiêu lưu không tưởng trong vũ trụ. Liệu rằng con người sẽ xây dựng được những thuộc địa trên các hành tinh xa xôi, hay sẽ quay trở lại để khám phá trái đất đã biến đổi? Những câu hỏi này không chỉ thách thức trí tưởng tượng của chúng ta, mà còn mở ra những cánh cửa cho tương lai của nhân loại. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của bạn về tương lai của trái đất và nhân loại. Rất hy vọng nhận được suy nghĩ của các bạn trong phần bình luận bên dưới video này. Nếu bạn thích những chủ đề khám phá khoa học về vũ trụ, trái đất và những điều kỳ thú khác, đừng quên nhấn nút đăng ký và ủng hộ kênh Kitten Explorer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyện phiêu lưu tiếp theo.